Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về nguyên nhân tụt giảm các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và giải pháp khắc phục. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Giang Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Tại phiên giải trình, có 4 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia đặt 8 câu hỏi và các ý kiến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phiên giải trình về nội dung liên quan đến nguyên nhân tụt giảm các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính và giải pháp khắc phục đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành có liên quan giải trình làm rõ. Kết quả phiên giải trình cho thấy, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại Bến Tre được triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua thực hiện, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến kết quả tích cực như tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tiếp tục được củng cố, cải cách hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được bố trí, sử dụng phù hợp với trình độ, năng lực và không ngừng được cải thiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh, đã mang lại một diện mạo mới về quan hệ, giao tiếp giữa các cơ quan, đơn vị với người dân, doanh nghiệp và góp phần tạo được sự hài lòng của các tổ chức cá nhân, hiệu quả lãnh đạo, điều hành kinh tế xã hội, quản trị nền hành chính công và sự phục vụ nhân dân của các cấp các ngành trong tỉnh khá tốt. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Một số chỉ số năm 2022 bị giảm thứ hạng so với năm 2021 như chỉ số cải cách hành chính xếp hạng 56 trên 63 của cả nước, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính hạng 41, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đứng vị trí thứ 50 trên 63 tỉnh thành phố. Lãnh đạo của một số sở ngành địa phương chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm trong việc thúc đẩy cải cách hành chính để tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo quản lý, điều hành ở một số cơ quan đơn vị chưa cao, chất lượng dịch vụ công còn nhiều hạn chế, ý thức trách nhiệm, kỹ năng hành chính, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công chưa thật sự hiệu quả. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ và số hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận trực tuyến còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do người đứng đầu ở một số ngành địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nên thiếu chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, năng lực tổ chức thực hiện của một số ngành địa phương còn hạn chế, chưa quyết liệt. Đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, tham mưu chưa có nhiều tư duy đổi mới, ý tưởng đột phá. Một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính chưa rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Nguồn lực đầu tư cho công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là trong xây dựng nền hành chính hiện đại. Ý thức của một bộ phận người dân, doanh nghiệp để triển khai thực hiện cải cách hành chính chưa được đề cao, đặc biệt là việc tham gia các dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền điện tử. Một số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhưng thành phần hồ sơ, giấy tờ biểu mẫu còn phức tạp. Hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia đôi lúc còn xảy ra sự cố, hạ tầng kỹ thuật, tốc độ đường truyền chưa thực sự đảm bảo. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định của Trung ương, đề án số 01 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định và kế hoạch do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Có giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra công vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, người đứng đầu, cơ quan, đơn vị. Các sở ban ngành thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy chế quy định của cơ quan đơn vị, quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị khác,
thực hiện tốt nội dung đã được phân cấp, ủy quyền, phân quyền và đề xuất nội dung phân cấp hoặc điều chỉnh việc phân cấp để đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, chủ động và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung phân cấp. Thủ trưởng các cơ quan hành chính phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và triển khai các giải pháp để phát huy tính tích cực, năng động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ để họ làm tròn chức trách theo vị trí việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với thái độ vui vẻ, thân thiện, tận tụy, không vụ lợi khi giải quyết công việc cho nhân dân. Có giải pháp để cải thiện các điểm số còn thấp về quản trị môi trường trong chỉ số BABY, về chỉ số xanh cấp tỉnh trong chỉ số PCI. Qua phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương dành sự quan tâm và quyết tâm hơn nữa trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết tại phiên giải trình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri được biết. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại phiên giải trình để từng lúc thông tin kết quả với cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi cử tri đồng thuận với các chủ trương của tỉnh, cùng thực hiện giám sát, thông tin kịp thời đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình kết quả thực hiện các cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các địa phương tại phiên giải trình.